Xin chào tất cả mọi người, mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Sinh nhật tuổi 35, Ronaldo được vợ tặng hãng siêu xe 15 tỷ, Sir Alex Triang. Cristiano Ronaldo vừa bước sang tuổi 35 trong ngày hôm qua, ngày 5 tháng 2 và anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ người thân, bạn bè, đồng đội cũ trong hiện tại và những người nổi tiếng có quen biết khác. Nhưng với khoản tặng quà thì khó, bởi Ronaldo đã quá quen thuộc với cuộc sống xa hoa, với những món đồ đắt tiền, nên chọn gì để tặng là điều không dễ. Cùng Mr. Joe tìm hiểu xem CR7 đã nhận được những món quà đặc biệt như thế nào nhé. Nếu thấy video thú vị, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero. Tạm biệt. Vậy là Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, đã chính thức bước sang tuổi mới. Ở thời điểm hiện tại, anh đã là một trong những huyền thoại đáng ngưỡng mộ của làng bóng đá thế giới. Bây giờ nghĩ đến, nếu tua lại những ngày đầu tại Old Trafford, có lẽ sẽ có chút buồn cười khi thấy Cristiano Ronaldo sẽ ra sân với thân hình thật mỏng manh và có chút gì đó ẻo lả. Nhiều người còn chê anh thích màu mè, ham rê dắt bóng, mà lúc đó đúng là màu mè thật. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của ngài Alex, sau một thời gian thì Ronaldo cũng dần thích nghi với ngoại hạng Anh. Lối đá không chỉ là tiền vệ kiến tạo cánh phải mà dần chuyển sang đá như tiền đạo, rồi thành công với vai trò tiền đạo săn bàn với nhiều kỷ lục như hiện nay. Rồi thì thay phiên nhau giành quả bóng vàng với Messi. Nếu nói Messi là thiên tài thì Ronaldo chính là thiên tài của sự chăm chỉ. Nhìn lại sự nghiệp của các cầu thủ, dù có nhiều người vẫn chơi bóng ở tuổi 35 nhưng phong độ đỉnh cao như Ronaldo thì không có ai như vậy. Thật kỳ diệu khi một người đã có thể phát huy điều gì đó đến mức tận cùng như cách Ronaldo làm với bóng đá. Ngày 5 tháng 2 vừa qua đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời của Ronaldo khi anh chính thức bước sang tuổi 35. Và trong cái ngày đáng nhớ này, cô bạn gái nóng bỏng người Tây Ban Nha, Georgina, đã đưa siêu sao người Bồ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Georgina là cô bạn gái hiện tại của Ronaldo, họ gặp nhau lần đầu tiên tại một cửa hàng thời trang ở Tây Ban Nha vào năm 2016. Từ khoảnh khắc đó, cả hai nhanh chóng phải lòng nhau và mặn nồng cho tới thời điểm hiện tại. Lúc này, cặp đôi đã có chung với nhau một nhóc tì đáng yêu mang tên Alana Martina. Trước đó, từng có tin đồn về việc hai người bí mật kết hôn nhưng vẫn chưa có xác nhận cụ thể. Tuy nhiên, Ronaldo đã từng tuyên bố với truyền thông rằng họ chắc chắn sẽ kết hôn một ngày nào đó. Ngày 26 tháng 1 trước đó, Georgina đã có một buổi lễ sinh nhật đáng nhớ bên cạnh những người thân yêu nhất. Đích thân Ronaldo đã ra tay chuẩn bị kỹ càng với căn phòng tràn ngập những bó hoa cỡ lớn đắt tiền, những chùm bóng bay cũng như một chiếc bánh sinh nhật vừa đủ cho cặp uyên ương cùng các nhóc tì của họ. Và hôm sinh nhật của Ronaldo, ngay từ sáng sớm, Georgina cũng đã gửi tặng CR7 một bó hồng trắng cực lớn cùng với lời chúc vô cùng ý nghĩa. Tạm dịch là yêu mãi ngàn năm, hay bạn cũng có thể hiểu là I love you 3000. Nhưng điều đặc biệt nhất là Georgina chuẩn bị vào buổi tối, vào thời điểm CR7 vừa trở về sau buổi tập cùng Juventus. Được biết, Ronaldo ban đầu không hề biết gì vì tưởng rằng chỉ ra ngoài ăn tối như mọi ngày. Nhưng khi đến Casa Fiore, một nhà hàng nổi tiếng ở Turin, bạn bè và người thân của Ronaldo bất ngờ xuất hiện, gửi lời chúc tới tiền đạo người Bồ. Vào trong nhà hàng, Ronaldo lại thêm một phen choáng ngợp nữa bởi chiếc bánh sinh nhật siêu to siêu khổng lồ mang dòng chữ CR7. Đây là lúc để ăn mừng sinh nhật, cảm ơn tình yêu vì sự bất ngờ thú vị này. Ronaldo viết trên trang Instagram có hơn 200 triệu người theo dõi của mình. Với khoản tặng quà, việc Ronaldo đã quá quen với cuộc sống xa hoa bên những món đồ đắt tiền thì nên chọn gì để tặng là điều không dễ. Nhưng Georgina đã làm anh choáng váng khi tặng anh một chiếc xe hơi sang trọng cho sinh nhật lần thứ 35 này. Tiền đạo của Juventus dường như không thể nói nên lời khi món quà của Georgina hiện ra trước mắt, một chiếc Mercedes-Benz Brabus được buộc băng đỏ mới toanh. Đây là một trong những chiếc xe bán khá chạy trên thị trường bởi có thể đi tốt trên mọi địa hình. Động cơ 888 mã lực, đạt vận tốc 99,78 km/h trong vòng 3,8 giây và có mức giá bán lên tới 600.000 bảng Anh, hơn 15 tỷ Việt Nam đồng. Món quà này xem như sự bổ sung thêm vào bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo. Được biết, anh đã sở hữu đến 20 chiếc tự mua lẫn được các nhà tài trợ tặng trong sự nghiệp thi đấu. Trong đó, chiếc Bugatti Lavoisier Noire bản giới hạn là đắt nhất. Ronaldo đã chi 9,49 triệu bảng mua nó khi phiên bản độc nhất này được đưa ra lần đầu tiên tại triển lãm Geneva 2019. Hãng xe của Pháp chỉ chế tạo một chiếc duy nhất nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày thành lập công ty. Mẫu xe lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu Bugatti Thrive 57 SC Atlantic huyền thoại. Dòng xe chỉ sản xuất duy nhất 4 chiếc từ năm 1936 đến 1938. Bộ sưu tập của CR7 còn có một chiếc Mercedes C-Class Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Win Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador LP7004, Aston Martin DP9,
McLaren MP4 12C và Bentley Continental GTC Speed. Cầu thủ người Bồ từng tiết lộ rằng anh sở hữu mỗi thứ một đôi, bao gồm hai chiếc Bugatti, hai chiếc Ferrari, hai chiếc McLaren và hai chiếc Rolls-Royce. Bên cạnh món quà sinh nhật của bạn gái và những người bạn thân, Ronaldo còn được đồng đội, huấn luyện viên cũ và cả câu lạc bộ gửi thông điệp chúc mừng. Câu lạc bộ cũ Real Madrid đã mua một suất phỏng vấn trên tờ Record của Bồ Đào Nha và chủ tịch Florentino Perez gửi lời chúc tới CR7. Chúc mừng sinh nhật cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chúng tôi nhớ anh rất nhiều. Cùng với đó, Ronaldo còn nhận được thông điệp từ một trong những nhân vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của Ronaldo, người đã theo dõi từng bước đi của Ronaldo, một người dù khi CR7 không còn khoác áo MU và ông cũng đã giải nghệ, nhưng tình cảm của cả hai vẫn còn rất thân thiết, Sir Alex Ferguson. Trong một bài phỏng vấn, ông đã phát biểu rằng chúc mừng Cristiano, cảm ơn những gì cậu đã làm cho tôi và MU, đồng thời còn khen anh là một cầu thủ vĩ đại và quan trọng hơn hết, một con người vĩ đại. Vừa rồi là một số thông tin về dịp sinh nhật lần thứ 35 của Cristiano Ronaldo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.